Những dấu truyền kỳ đại hội lần này chính là truyền hai. Ngoài Lâm Oanh thì không có một sự thay thế thực sự chất lượng. Ngoài điểm của Thanh Thúy 4-3, Trần Thị Thanh Thúy vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Long An ở kỳ đại hội lần này. Và kết thúc đúng ở vị trí của Bùi Thanh.